Cơ sở đồ ngũ trang trí xin kính chào quý khách, và hôm nay cơ sở em xin gửi đến cho quý vị một combo đồ khả mà em sẽ giới thiệu đến cho quý vị sau đây. Đó là những cái combo mà mọi người có thể là trưng diện trong dịp Tết sắp tới này. Đó chính là những cái sản phẩm khả quý vị nhé. Đơn giản là như một cái chiếc hộp chè này. Đó, một chiếc hộp chè, một rổ ủ trà, các sản phẩm bát điếu, khay trà và chắp khả. Thì em sẽ mời quý vị cùng em theo dõi từng sản phẩm để cho quý vị cùng có thể ngắm nhìn sản phẩm một cách rất là chi tiết nhé quý vị nhé. Và đầu tiên là giới thiệu cho quý vị đó chính là phần rọ ủ trà này. Rọ ủ trà này nó là một chiếc rọ cơ sở chúng em làm hoàn toàn bằng chất liệu là gỗ vụ liền khối mọi người nhé. Đây là phần nắp này. Chiếc rọ ủ trà này là cơ sở chúng em khảm hình ảnh là song long chầu nguyệt, đó chính là hình ảnh con rồng, hai con rồng chầu, đó chầu và hình ảnh mặt trời này. Ở bên trên này cũng làm liền đó, tất cả những phần này bọn em đều làm tiện từ một đó, một khúc gỗ vụ liền khối mọi người nhá. Một khúc gỗ liền khối rất là dày dạn luôn. Bên trong này thì có ấm này. Ấm mọi người có thể để ủ trà trong cái mùa đông sắp tới này, nó rất là hợp lý luôn mọi người nhá. Nó là một cái tác phẩm đẹp để mọi người có thể kê trên bàn bàn trà này và có thể là sử dụng được. Ngồi nhâm nhi chén trà trong một cái rọ ủ trà giữ nhiệt như thế này. Đó, đây mọi người xem này. Đó, chi tiết ở cơ sở chúng em khảm rất là nổi bật mọi người nhá. Khảm rất là nổi bật luôn. Đó, chiếc này được cơ sở cho em làm với kích thước là chiều cao là cao 28 mọi người nhé, cao 28, đường kính rộng của chiếc rọ ủ trà này cũng là 28 cm. Ở chiếc rọ ủ trà này vì được làm liền khối nên là rất là tốn gỗ mọi người nhé, rất là tốn gỗ. Và chiếc rọ ủ trà này đã được cơ sở chúng em giao lưu với toàn bộ quý hàng nhà mình. Giá là 5.500.000 mọi người nhé. 5.500.000 mọi người sở hữu được với loại ổ trà như thế này. Và tiếp đến, nãy em giới thiệu cho mọi người đó chính là sản phẩm hộp trà này. Hộp trà này nè, ở cơ sở cho em làm có hộ liền khối này, cao 21 này, đường kính 11 cm, cao 21 đường kính 11 cm. Được cơ sở cho em cần ốc xà cừ với hình ảnh là chim, ai gọi hình ảnh mai treo. Đó là biểu tượng của mùa xuân mọi người nhé, biểu tượng của mùa xuân. Cơ sở cho em làm liền khối, đây là phần nắp này, phần nắp với hình ảnh là mai cài thọ, hình ảnh mai cài thọ. Ở cơ sở cho em cần ốc hết. Các bác có thể làm một cái hộp trà kê trên bàn rất là đẹp luôn. Ngoài ra em có cả cảnh đó, có cả mẫu chim hoa khác này, có cả mẫu cầm chim hoa khác. Và bên này đó là một cái cảnh tích mọi người nhá. Bên này nó là một cái cảnh tích trúc đâm thất hiền. Đó là một cái cảnh tích trúc đâm thất hiền mọi người này. Đó, rất là chi tiết luôn. Rất là đa dạng cái hộp trà, tùy thuộc vào những chủ đề mọi người thích nhá. Tùy thuộc vào những chủ đề mọi người thích này. Màu sắc cần ốc xà cừ, làm từ chất liệu là cần ốc cần chai tự nhiên hết này. Đó, cơ sở chúng em làm rất là tiện luôn. Đó, quý vị có thể để trà này, nhâm nhi chén trà và ngồi nhâm nhi chén trà cùng bạn hiền. Có những cái chủ đề để chúng ta có thể là tham khảo và những cái chủ đề để chúng ta có câu chuyện để nói trong những cái hình ảnh khảm rất là đẹp như thế này. Và sản phẩm hộp trà này mà cơ sở chúng em đang giao lưu ở một chiếc hộp trà như thế này mọi người nhá, là giá một chiếc hộp trà như thế này, này em giao lưu cho mọi người là giá là 2.500.000, là bao ship cho mọi người ở trên toàn quốc. Nó sẽ tùy vào từng cảnh mọi người nhé. Như chiếc này nó sẽ rẻ hơn, chiếc này nó sẽ là 2.3 này. Còn cái chiếc khảm mai treo này và một chiếc khảm tích kia là cơ sở cho em là giao lưu là 2.500.000 mọi người nhé. Là mọi người sở hữu được một cái sản phẩm hộp trà rất đẹp này. Và tiếp đến này, em giới thiệu cho mọi người là một cái cháp hay gọi là một cái cháp đựng mứt trong dịp Tết sắp tới này. Đây là một chiếc cháp to mọi người nhé, một chiếc cháp to và kích thước này em đo được là đường kính là 35 cm, khảm cả mặt dưới luôn, khảm cả mặt dưới này. Đó, rộng của đường kính này là rộng 22 cm, cao 21,5, đó cao 21,5, em khảm là tứ diện luôn, cái này em khảm tứ diện mọi người nhé, em khảm tứ diện rất là chi tiết, đó, em khảm tứ diện rất là chi tiết và nổi bật cả phần bên trên này, cả phần mặt sau. Mọi người có thể làm một cái cháp đựng mứt trong dịp Tết, hoặc là mọi người có thể làm một cái cháp hầu đựng một cái cốp đựng tiền. Đó, rất là đẹp luôn. Đây là những cái khay để mọi người có thể là để những cái mứt trong những khay khác nhau trong dịp Tết. Ngoài ra mọi người có thể để không gian rộng hơn như là giấy này, mọi người có thể để những sản phẩm decor như là con dấu rất là tiện trong cái cốp này, hoặc là một cái cốp đựng tiền mọi người nhé. Và cái sản phẩm này cơ sở chúng em làm hoàn toàn bằng chất liệu là gỗ vụ khảm rất là chi tiết với hình ảnh hoa mai. Cơ sở chúng em đang giao lưu với chiếc cháp to này, giá là 3.800.000 mọi người nhé. 3.800.000 là mọi người sở hữu được cái cháp này. Ở bên ngoài bọc đồng hết này, bên ngoài bọc đồng hết. Và kế đến là em giới thiệu đến cho mọi người đó là một cái khay trà gỗ chắc. Đó là một cái khay trà gỗ chắc mọi người nhé.
Đó, cái khay trải gỗ chắc này em làm với kích thước to. Khay này khay to bằng chất liệu gỗ chắc. Đó, cả mặt dưới này, cả mặt dưới này. Cái này em khảm tích hết, em khảm tích hết. Đó là một cảnh thập nhị tứ hiếu. Ở bên ngoài này em cũng khảm tích mọi người nhá. Rất là chi tiết với màu sắc rất là đẹp luôn. Bên trong lòng khay nó như một cái bức tranh. Bên trong lòng khay như một cái bức tranh luôn. Kích thước là 38 x 24 cm, 38 x 24 cm. Một cái khay trà mọi người để trên bàn này. Một cái khay trà rất đẹp để mọi người có thể ngồi tiếp bạn hiền. Ngồi ngắm nhìn những cái sản phẩm như thế này rất là thích luôn. Đặc biệt là làm trên chất liệu gỗ rất là giá trị. Đó, mọi người xem cận cảnh này, chi tiết được tỉa tách rất là đẹp luôn. Và chiếc khay này. Chiếc khay này em đang giao lưu với mọi người nhá. Giao lưu của chiếc khay này là giá là 4 triệu 200 mọi người nhá, 4 triệu 200. Ngoài ra em có cả khay trà bé nữa. Ngoài ra em có khay trà bé nữa. Ở bên này thì em có hai cái bát điếu này. Hai cái bát điếu này mọi người này. Ở đây là một cái bát điếu tròn. Một cái bát điếu tròn là liền khối ở chất liệu gỗ. Nó bao gồm một cái quả điếu này, bao gồm một quả điếu cổ đồ này, và bên dưới này nó bao gồm là chất liệu gỗ khảm tứ diện liền khối, khảm cả vành luôn. Đó, khảm cả vành, khảm cảnh tích rất là đẹp. Đó bao gồm này một cái bát này, một cái quả này và một cái xe mọi người nhá. Em giao lưu mọi người là 2 triệu 500 thôi. 2 triệu 500 mọi người sở hữu được cái sản phẩm bát điếu này. Đó, 2 triệu 500 là mọi người có thể sở hữu được cái bát điếu này. Kê trên bàn rất là đẹp. Và đây là một cái ống điếu, một cái ống điếu đứng này, cảm cảnh cảnh tích rất là kỹ thuật luôn. Làm bằng chất liệu là gỗ liền khối đây. Đó, sản phẩm này thì em giao lưu mọi người á là 2 triệu mọi người nhá, 2 triệu sản phẩm ống điếu đứng này. Và cái hộp trà này cũng là một hộp trà thấp hơn này. Cái này là hộp trà thấp hơn mọi người nhá. Đó, liền khối này bằng gỗ gõ mọi người ạ, làm bằng chất liệu là gỗ gõ khảm cổ đồ. Để em đo kích thước cho mọi người. Chiều cao là cao 14 này. Đường kính này rộng là rộng 14 luôn. Cái trước này thì em đang giao lưu mọi người nhá. Ở trước này là một củ chín này, một củ chín cho mẫu này. Và cái em đo lại cái đường kính của cái đĩa cái bát điếu tròn này. Bát điếu tròn này vành là 21, vành 21. Cao là cao 11,5. Còn cái ống điếu này là cao 21. Đường kính là 9 cm mọi người nhá. 9 cm. Đó, em vừa giới thiệu cho mọi người này ở các sản phẩm này, ở các sản phẩm trưng bày đồ này. Đó là một những cái sản phẩm rất là đẹp để mọi người có thể trưng diện trong không gian phòng, bao gồm là cháp này, lẩu trà này, khay trà bọn em có thể bán cho combo mọi người nhé. Những cái chiếc hộp trà như thế này rất là đẹp và liền khối luôn, rất là đẹp và liền khối. Ở những cái bát điếu này. Và nếu mà mọi người quan tâm về những sản phẩm em vừa báo giá thì mọi người có thể nhắn tin trực tiếp cho em nhé, hoặc là mọi người có thể là đọc lại xem lại những phần bình luận có số điện thoại của em nhé. Hoặc là mọi người có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số hôm nay là 0979839286, 0825232888 và 0378759562. Xin cảm ơn ạ.